việc nuôi nhốt, mua bán và vận chuyển mèo rừng cùng các loài động vật hoang dã cần phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Thế nhưng, trên mạng xã hội, mèo rừng đang được vô tư rao bán vào thời điểm cận Tết Quý Mão. Đây là con mèo rừng đực nặng hơn 3kg mà thanh niên tên Đệ ở tỉnh Kon Tum ra giá 2,2 triệu đồng. Để khẳng định đây là mèo rừng rặt do thợ đặt bẫy bắt về. 100% được rặt mà. Nhiều người người ta nuôi mèo, ta thấy may mắn thì ta nuôi thôi. Cái lại là cái dòng này nó được cái nó khè. Nó không có giống như mấy con mèo nhà mình, mấy con này nó khè, khè. Nhiều người ta thích, chứ là cái bộ lông nó khè. Bộ lông nó cũng đâu có giống mèo nhà mình được. Nhìn nó hầm hố hơn. Giờ lấy thì gửi xe thôi. Cái hàng này thì cũng cọc nó đi thôi, tại vì hàng này là hàng ấy mà, hàng trong sách đỏ. Trong quá trình mà đi mà nó bị cái gì đó ha, bên tôi chịu hết, trả lại tiền cho ông là xong, chứ đâu có gì đâu. Rồi tôi bán tùm lum tới, tôi chuyển về dưới chịu lắm. Còn đây là con mèo rừng nặng khoảng 3kg mà Duy ở quận Tân Bình đang nuôi. Duy ra giá bán mèo rừng trên với giá 4 triệu đồng. Duy cho rằng mèo rừng trên do Duy mua từ người bắt trong rừng về. Nó là đúng rừng hồi nhỏ là người ta bắt rừng về cái mua về nuôi á, thì nuôi người ta nói gì may mắn với đẹp đó, cái bộ lông đẹp, nhìn nó ngầu. Mình cứ nuôi ở nhà như bình thường thôi, đừng có cho ai biết là được rồi. Chơi này là phải kỹ, tại vì người ta chơi nhiều nhưng mà cái này kiểu cấm á, nên là nuôi thì mình kỹ xíu thôi. Lấy lý do mèo rừng là hàng cấm nên đa số người bán trên mạng không lộ diện giao dịch trực tiếp. Ngày 6 tháng 1 năm 2023, Tuấn đồng ý cho xem một con mèo rừng nặng khoảng 800 gram tại một căn nhà ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Theo Tuấn, mèo rừng trên được thợ bắt từ rừng ở tỉnh Bình Thuận. Mèo rừng bị ong chích sưng mí mắt nên Tuấn bán với giá chỉ 1,5 triệu đồng. Mèo bắt rừng về thợ ngoài quê nó bắt được xong nó gửi vô. Mình chuyên bán mấy cái hàng này nên thợ nó có nó gửi vô cho mình. Hồi lúc trước là mình bán là mèo mà Barbie mà từ 4 lạng á tới 6 lạng á mình bán 3 triệu rưỡi một con. Còn con mèo lỡ này nó 8 lạng á thì mình đang bán 1 triệu rưỡi một con. Mục đích người ta nuôi người ta cho nó đẹp với lại kiểu thích phối con này con kia cho nó ra cái giống mèo nó là đẹp đẹp tí. Đối với mình thì mình dám khẳng định là mình thuần được 100%. Mà đối với mỗi người nó mỗi khác. Nó cắn là những cái con mà từ 1,5 kg đến 1,8 kg trở lên á, mấy con nó bị nên là nó mang cái tính chất hoang dã trong người nó mới giữ. Theo ông Nguyễn Quang Hoàng, Phó Trạm trưởng Trạm Cứu hộ Động vật Hoang dã, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, mèo rừng có tên khoa học là Prionylurus bengalensis thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Mèo rừng có bản năng hoang dã, có thể tấn công gây hại cho người. Việc nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển mèo rừng và các loại động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Một số người mua bán mèo rừng cho rằng việc nuôi mèo rừng vào năm Quý Mão sẽ mang lại may mắn, người nuôi mèo rừng sẽ không bị xử phạt, mèo rừng dễ nuôi cũng như dễ thuần hóa. Tuy nhiên, đây chỉ là mánh khóe của người mua bán mèo rừng nhằm để trục lợi.